sẽ là một ca khúc, một giai điệu được mang tên Lý Giận Thương, xin được gửi tặng tới quý vị toàn thể hội trường và xin kính mời quý vị chúng ta chủ có nghe ca khúc này. Chứ anh ơi khoan vội, mà bực xin kể lại mà văn minh cho anh tỏ tường. 1, 2, 3 Let's go. Anh cứ nhủ rằng em không thương nỉ, anh đo lường thì rất cặn kè, chính thương anh nên em bán với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin đừng có giận vội mà trước tiên anh phải tự trách nhớ mình. Giận nhau chẳng nói nên chi, xa nhau một phút nhớ nhau trọn đời. Quý vị toàn thể hội trường đang lắng nghe ca khúc được mang tên Lý Giận Thương. Hey! Anh cứ nhủ rằng em không thương nỉ, em đo lường thì rất cặn kè, chính thương anh nên em bán với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin đừng có giận vội mà trước tiên anh phải tự trách nhớ mình. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin đừng có giận vội mà trước tiên anh phải tự trách mình.